Thôi đi chợ thôi. Kiếm rau rồi ơi, giờ bón hết rồi. Xét nghiệm thì cũng xét nghiệm giống như hôm bữa vậy ha. À, nó dễ nhắc nhở. Mà nếu vậy thì không đúng tiền hả? 3 ngày hả? Cho mấy người hay đi chợ hoặc là đi công việc nữa. Thôi, chân Yến Thả, chân Quán Khải. Giờ đi tìm rau riêng rồi, người cô này có rau riêng. Chạy lên hỏi mua. Thôi từ từ để đi qua chỗ này nha. Mà rau riêng là coi như là không còn gì, còn đồ khô thôi. Nước là chút nữa gọi hai bình nước. Rồi lượn qua bên phía hướng dẫn coi có đồ rau riêng không. Bây giờ tới Quách Hóa Xanh kiếm rau với thực phẩm mà mọi người xếp cực kỳ đông luôn. À, nè đúng là cái chỗ này nó có rau riêng nên là nó lòng, mà may là chỗ này nó lớn đó nha. Đảo lại vòng rồi. Đó, quan cảnh đông chưa.
khu chợ Chòm Hổm ở bên trong khu miếu nổi, là có nghĩa là cũng dẹp hết, lùng chỗ nào không có chỗ nào có. Ô, còn mớ nào hãy bán luôn. Hết hàng luôn. Trứng cái gì không? Trứng, trứng hết luôn rồi. Dạ dạ dạ. Thấy cái bó rau nhào vô. Thôi không có ai bán luôn. Rồi thôi đi khu khác. Thì ra đường Vạn Kiếp thử khóa coi có chỗ nào không. Rau ria bổ sung chút. Rồi bán đồ ăn sáng không. Rồi nguyên cái đường này là coi như là dắt que luôn. Vòng lại với cái đường này là ôi vô cốp mát là phải đứng xếp hàng cũng đông quá trời. Quá đông à, Tết Covid hả? Quay xếp hàng mua hả? Thôi cô ớt đường qua sữa quá sướng. Thôi dẹp hết rồi. Tao có mua con chai di sát với lại thuốc cảm gì không thử anh. Nãy giờ ra được chỗ bán rau 1 ký 25 ngàn. Cho 1 ký đi anh. 1 ký đi. Có cái bao không? Dạ không. Nó chạy đợi mà sao cũng bán được. Rồi. Ok rồi rồi rồi. Rồi thôi, cảm ơn nhiều. Thôi hút chạy đá cao. Rồi nó cao thì kiếm rau thôi, rau kìa. Đúng không? Ăn ngon rồi. Thôi giờ làm rau. À, cái này mùi trứng. Trứng gà nhiêu vậy? Thank you.
tôi nghĩ là xếp hàng thôi.